Xin kính chào quý vị và các bạn. Vâng, theo dấu chân quân hành, chúng tôi đang có mặt tại miền Trung, một tỉnh nắng và nóng, nước biển và một vùng đồi núi mà tôi nghĩ rằng là con người sống ở đây sẽ rất là vất vả. Tuy nhiên thì cũng có rất là nhiều điều mà chúng ta đã thấy qua câu chuyện của các cựu chiến binh, địa lý của Việt Nam trải ra, con người, vùng đất, khí hậu. Hôm nay quý vị và chúng tôi đến thăm một nhân vật mà chúng ta đã chia sẻ câu chuyện của ông qua hồi ký viết tay. Đó chính là cựu chiến binh Phạm Hữu Trà. Dạ, em chào bác Trà. Dạ, thấy bác Trà khỏe mạnh và thần thái rất là vui, em cũng rất mừng. Theo dõi câu chuyện riêng thì em thấy rằng là trong một cái thời gian trước đây một vài năm là mình cũng không được vui lắm, nhưng bây giờ thì chắc là cũng ổn rồi. Hôm nay chúng em đến đây thăm bác, trước hết là chúc sức khỏe bác Trà cùng với gia đình, và sau nữa là rất là muốn bác Trà chia sẻ câu chuyện của mình về những người dân vùng Phan Thiết, Bình Thuận này, đặc biệt là cái địa danh ở nơi đây, nơi mà em nghĩ là những cái khốc liệt của chiến tranh nó đã diễn ra và nó không phải là được khép lại ngay khi mà tiếng súng ngưng. Câu chuyện đấy nó vẫn còn có những cái rất khó khăn của nó, của thời hậu chiến, và tiếp đấy là câu chuyện của hòa hợp. Rồi bây giờ em muốn bác Trà chia sẻ câu chuyện của mình. Bác Trà sinh năm bao nhiêu ạ? Tôi sinh 1945. Dạ. Ngày 4 tháng 4 1945. Dạ. Và ở một cái vùng ta địch, thì khi lớn lên ấy, em cũng rất là muốn biết tại sao bác Trà lại chọn con đường ở trong này các cụ gọi là nhảy núi á, vào rừng hay là lên rờ hay là nhảy núi, mà không chọn cái con đường là tham gia với chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Tôi thì có cái may mắn khác hơn mọi người khác, vì từ những năm từ 7 tuổi đến 10 tuổi á, dạ, thì quê tôi là cái quê vùng tranh chấp cái Hàm Liêm á. Hàm Liêm ạ. À, Hàm Liêm, Hàm Thuận Bắc đó. Thì hồi đó là áp á, là mỗi lần càng lên là tôi đã biết tự lực chạy càng rồi. Dạ. À, rồi khi chạy về là thấy cái nhà mình là nó cháy hết, mà chỉ còn mấy cột á, nó đang cháy. Thì những cái cột đó là cũng phải đi tận dụng lại mà lập một cái mái nhà khác. Hầu như nhà tôi là tôi chứng kiến là cháy 3 lần, lập lại nhà khác 3 lần. Dạ. Cho nên là biết là như thế nào là địch, thế nào là ta. À, và cũng những năm đầu tiên đầu đời là hồi nhỏ thì được mấy anh mình biết là nó phân biệt nó rõ ràng lắm, vì hồi từ chiến tranh mình đã biết rồi mà. Rồi được những thầy giáo bộ đội á cũng dạy EA cũng biết từ hồi đó. Cho nên là sau khi mà hòa bình năm 54 lập lại đó, thì tôi cũng có một cái lịch sử ghê lắm. Khi ông già tôi là đi không có được đi ra ngoài Bắc mà phải ở lại, vì ông là cán bộ công an của hồi đó năm 53 là ông là trưởng công an của huyện Hàm Thuận Bắc. Dạ. Nhưng mà được chọn ở lại để hoạt động. Thì đầu tiên là ông đưa tôi vào Sài Gòn ở ông là khoảng 1 năm. Dạ. Ở 1 năm ông thấy ra không biết tình hình, chứ ông biết thế nào đó là ông thấy không ổn, ông mới đưa tôi về. Thì không mấy tháng sau bị bắt. Nguyên ổ bắt luôn, bắt là đưa đi đi cùng đảo hết. Này. Về đây thì là hồi đó nó thật ra thì một bà mẹ mà
nuôi 5-7 đứa con mà không có gia tài sự sản hết, nó khổ lắm. Dạ. Cho nên là hầu như là cuộc đời nó cái khổ nó gắn liền à. Từ đó mà cũng nó bổ sung cho mình một cái ý chí nó khác người ta. Sau khi mà những năm đó thì tôi biết khi mà những người mà ở lại đó, những cán bộ ở lại mà họ gây dựng phong trào đó, thì những anh em nhỏ thì tôi là đã biết là làm liên lạc rồi. Nhưng mà hồi đó thật ra mình không biết là mình làm cách mạng đâu. Thì mấy anh thấy con quen thân rồi, gia đình cách mạng rồi, nói nhờ đi chuyện này mày cầm cái này giấu rồi để cái này đi chuyện kia cho lớn lên. Nhưng mà đến khi tham gia cách mạng rồi mình không biết đó là cách mạng đâu. Những người khác người ta khai hết, người ta có hết, nhưng mà mình là không biết. Đấy. Cho nên là những năm đó thì mình không biết. Sau này người ta về mấy người kia, ủa sao mày ngu vậy? Thế nên ủa tao biết đâu. Đi lên cách mạng biểu khai ngày nhập ngũ thì tao lên bộ đội ngày nào tao nhập ngũ gì đó chứ tao đâu có biết. Cho nên bây giờ là mình không được hưu là vậy á. Đáng lý là 15 năm là mình được hưu mà mình mới 13 năm rưỡi à. Mà còn mấy năm kia làm thì mình không biết khai. Rồi hồi đó là khi mà địch nó dồn gia đình các gia đình về áp chiến lược đó, thì gia đình là trước là phải đeo một cái bảng đỏ và gia đình cộng sản, và ban đêm là phải thắp ngọn đèn luôn cháy là phân biệt gia đình cộng sản đó. Nếu mà trên đường về mà phá áp chiến lược, phá hàng rào đấy, thì sáng ra mới tập trung lại, mới đo là bao nhiêu thước, rồi ở khu đó gia đình cộng sản là bao nhiêu, phải chia ra. Anh đi chặt cây về rào lại, anh không đi chặt được thì anh phải mua, anh làm gì làm phải có lại. Rồi ban đêm là mỗi người gia đình phải thay phiên nhau ra là giữ cái cầu đó, ngủ cái cầu đó, giữ cầu để không cho gì cộng vô mà phá cầu đó. Đấy. Đấy đó, nhiều. Rồi đào hấp chiến lược là đều phải có hết mấy cái nhà bằng đỏ. Cho nên là nó quản lý chặt lắm. Cho nên hồi đó mấy anh đó mới nói thôi bây giờ anh nói với em vậy nè, em chưa đi được, thôi bây giờ em cố gắng em đi làm xa, ăn xa đi. Rồi tôi mới đi làm lục lộ ngoài Lương Sơn á. Lúc đấy bác bao tuổi ạ? Hồi đó là cũng 15, 17 tuổi gì thôi, năm đến không 17 tuổi á, đi làm lục lộ Lương Sơn á. Đi xong rồi mới khi về thì chơi lại một số anh em là bấm giữa anh, bấm giữa bấm đó. Chơi với anh em mà thân cận rồi lính địa phương rồi đó, cho nó khỏi nghi. Đến cái Tết năm cuối 74 đầu 75 thì nó theo dõi gắt quá, thì thấy không thể nào mà ở được đâu. Nhưng mà bà má hồi đó là khổ quá đi, tại vì không muốn hết. Tôi đi thì là phải gia đình mấy đứa em là phải gieo nhóc khổ, là không ai làm nuôi mà là cố gắng giữ tụi ở nhà. Bây giờ anh đồ đi mất hết rồi và cha để ở tù, vậy là coi như là giữ nhà. Nhưng mà tôi thấy là bây giờ tôi biết tôi ở nhà là dứt khoát là phải đi lính, là tới năm đó là 19 rồi là phải đi lính rồi. Cho nên cái tối ngày mùng 9 âm á, tức là ngày 11 á, 11 tháng 2 á, tôi mới đi xuống dưới Phan Thiết này. Tôi nói với bà cô là tôi là có chồng là phụ trách là cái bộ quân báo của tỉnh Bình Thuận á. Xuống nói bây giờ là con phải đi thôi, phải nói thôi giờ liên lạc được thôi, cố gắng con đi mới phải mới nói thôi mày đi thì cố gắng đem lên cho dượng mày cái áo ấm á. Thì đồ đạc tôi chuẩn bị để dưới rương hết rồi, thì nhưng mà
Sau bữa đó là má tôi bà dỡ ra bà biết, bà thấy đó. Rồi bà ở nhà bà giữ bà không cho đi đâu á. Chiều tối tôi về là bắt đầu là bà ngó rồi bắt đầu bà chửi bà hỏi chứ mày hồi đó giờ ở đây mà áo len thì của ai mày mà giữ cho ai làm gì bà làm ra rằng mà lúc đó thì gia đình tôi là hai thằng đại trưởng đại phó của Bình Định nông thôn á ở đó. Thì lúc nào là lính địch cũng ở trong nhà mà. Tôi thấy tình hình này không xong tôi mới bỏ qua nhà cái một ông quen đó, tôi ở có thằng bạn quen. Bảo thôi tình hình giờ lộ rồi phải đi thôi. Nó cũng đồng ý đi. Mới đi thì mới nó nói thôi giờ tao đi mày ở đây tao mới đi thăm người yêu tao á. Tao khuya về đi. Thì nó đi đã đến 4 giờ sáng. Nó về nó tao chưa gặp được thôi mày đi trước à. Trong khi đó là tôi ra nằm dưới trời rôm á là con em cái con em ruột của nó là hồi đó lúc 17 tuổi em gái lại thằng một thằng em trai nhỏ hơn. Nó nghe nó biết sao cái nó mới chạy ra ngoài trời rôm nó ôm nó nằm nó anh nói chuyện. Thì mình nằm dưới trời rôm này mà trên ngọn rôm lại có một thằng địch nó nằm nó ngủ. Cái thằng làm ở bên cái quận của ngã hai á. Nó nhân viên hành chánh nó nằm nó ngủ đó, nó nghe. Nó tưởng mình bàn với mình chưa đi. Đến khi 4 giờ rưỡi thằng nghe thằng bạn về nói vậy là tôi bung ra tôi đi. Thì nó mới chạy đi báo. Nó chạy đi báo cho cái thằng thằng Quỳ ác ôn á. Thì tôi ra tôi quán cái bà Năm Chung tôi mở tôi báo vừa mở quán tôi mua 5-3 cái sâu khoai lang bọc túi á. Tôi ra rồi áp chiến lược á. Thì có may là cái tiểu đội mà dân quân mà nó canh giữ cái ấp để mở cổng á thì mấy anh em quen mà cũng là có một số gia đình kháng chiến thôi. Nó hỏi cho mày đâu sớm nói thời mấy anh mở cửa giùm tôi với bây giờ mấy đứa trận trâu nó phá cái giường bán cầu quá đi. Nói thôi bây giờ chờ mở cửa nó anh mà chờ mở cửa nó ra nó thấy tôi nó thì nó trốn đến đâu cái. Thì tôi năn nỉ lát mấy ông anh nháy mắt nhau vừa mở cửa tôi ra tôi chạy tôi đi mất thượng trăm thước là ở trong này thằng Quỳ nó dẫn quân chạy theo. Tôi nghe la hỏi thằng ta đâu thằng ta đâu. Nó nói ủa sao vậy nó nói mới cho ra cái được theo bắn ôi nó bắn gì nó bắn tôi chạy ngày đó, tôi chạy lên núi chạy nói giờ nói thì dài lắm ngày đó chạy lên núi rồi bọc khoan lên tới trên hầm Thạnh là coi như là phải vô cái vùng căn cứ cũ mình là phải mò trong cơ mà vô đó là bà con cô bác người ta giật mình hết mà tôi nói ủa sao mà trong mình vậy mà mày vô hay vậy tôi nói bây giờ là không vô được là không biết đi đâu nữa thôi rồi phải buông vô đây đấy cho nên là phải nói là cái ý chí mình đi mạng là mình không phải là mình đi theo phong trào mà mình đi là có cái chủ ý rồi cái quyết tâm của mình nên sống chết là phải đi đó. Chứ đi cách mạng thì cũng có nhiều cái hoàn cảnh có nhiều người dẫn gia đình đi có nhiều người là theo phong trào đi có nhiều người là phải đi thế này thế khác cho nên là đó cho nên tôi đi thì theo hoàn cảnh đó à. Khi đấy là năm bao nhiêu đó? Có chuyện nhớ không? Ngày 12 tháng 3 1965 tức là mùng 10 Tết ấy, mùng 10 Tết là sắp sửa là Mỹ đổ quân vào rồi đấy đấy dạ. Xong rồi tiếp theo lên trên chiến khu của bác gọi là ngày đấy lên đấy gọi là gì lên vùng giải phóng á, thì bắt đầu mấy người quen mấy chỉ bắt đầu cái ông cậu cũng dẫn nó thôi dẫn mày đi vô cái trại tân binh của huyện là tân binh dạ. Thì hồi đó sao hay lắm tôi lên đó 2 ngày là có người ta khi mà là có người xuống là đọc tên xong rồi hỏi ở đây là có ai là em của đồng chí Non mà ông anh thứ ba tôi hy sinh đó là hồi ông tên ở nhà tên Cận mà ông lên núi đặt tên Non mà mấy ông mới hỏi Non cái mà ủa thằng bạn tôi thì có thì nó biết rồi mà hỏi tôi nói hỏi cho mấy ông ấy ngồi lát nó ủa tại sao là báo lên là có em của thằng Non lên đây mà tại sao giờ không có bắt đầu nghĩ lát nó à quên này. Đúng rồi anh Cận này anh Non này ở nhà tên Cận tôi nói tôi á bắt đầu nó dạ vậy là đây là các con của gia đình cách mạng rồi mới phân riêng ra có danh sách bây giờ cái tỉnh Độ Bình Thuận à. Cho nên là nó mình cũng được nằm trong cái danh sách mà được chiếu cố coi như là lúc đầu lên rồi à. À. Tôi lên thì có một cái là lên tỉnh khi mình về tỉnh Độ đó là cái ông tỉnh đội trưởng á trước đây ông anh tôi còn sống thì đi với ông mà ông này dân nghệ mà ông anh em nói ông khó tính lắm ai cũng sợ ông mà đi với ông là khó nhưng mà đối với tôi ông thân thiết lắm
Tôi ông nói tiếng mà tôi cũng nghe được, nhưng mà đi với ông rồi ông tôi học ông rất nhiều, có thể nói cái tiến bộ của tôi là vì mình hồi đó thì không học bao nhiêu, học tới lớp nhì lớp nhất hồi đó thôi, tức premier không, lớp nhì nhất hồi đó được học tiếng Pháp thì ông ví dụ như là ông đang đi á, mình đi ông là ông nói ông đi với tôi vậy là ông biết đường trở lại không? Ông nói cũng chắc phải đi một hai lần, ông nói không được. Con đường đời hay là đường đi rồi ông phải nhìn lại ông à. Tức là ông đi một khoảng là ông quay ông trở lại ông nhìn con đường ông ra ông đi thì ông thấy cái vật gì nó chú ý. Sau này ông trở lại ông ngó là ông biết đường ông đi. Thì ông chỉ nói thế thôi. Thì tôi biết sau này về tôi viết cái nhật ký á. Thì bữa tôi nhà anh em cảnh vệ đi hết thì tôi đau bụng quá, tôi đang viết nửa chừng thì tôi mới đi cầu. Ở trong ông ra thì ông thấy ông có ai, ông thấy ông ngồi ông xem. Hôm đó là tôi viết cho bà má tôi, là tôi viết một cứ hàng tháng tôi viết một lần mà những lá thư không gỡ. Ông xem xong ông lần đầu tiên ông xem ông cảm động, khi tôi vô ông đặt xuống ông xin lỗi đàng hoàng. Nói, mình xin lỗi ông là mình đã vi phạm, mà mình tò mò mình thấy cái gì ông viết cái gì đây mà nói thật ra ông viết ông làm cuốn hút quá, mình xem hết rồi. Thì ông đã tiếp thu được cái câu nói tôi là dù đường quán đường đi hay đường đời đều phải nhìn lại. Thì bữa nay là ông thực hiện, tức là ông viết những cái đoạn đường ông đi qua này, sau này ông có ông nhìn lại thì ông khóc. Thì ông hứa tôi á là khoảng một tháng hoặc là nửa tháng đi công tác xa đó mà về thì ông xin cho ông xem cái gì đó ông góp ý. Hồi đó là trên đó là nghiêm khắc lắm, nên những cái viết những cái đó thì nó bộc lộ thuộc về hệ tư tưởng, mà hồi đó ta quản lý tư tưởng chặt lắm. Mà ở trên tôi có ông Phạm Mười Chương, tức là ông Sáu Nam đó, ai nấy ông cũng khắc khe lắm. Tôi mới nói hỏi sao không giấu, tôi nói thật cho anh thì tôi không sợ, nhưng mà tôi sợ anh Sáu có gì vậy đánh giá. Ông nói thôi được rồi, để tôi nói chuyện cho. Sau này ông nói chuyện lại cái ông chính viên đó, thì ông sau này thì có thể nói đi năm 65 tôi đi với hai ông đó, thì sau này tôi không còn ở tỉnh đầu nữa, tôi xuống dưới 452. Nhưng mà khi một lần mấy ông xuống dưới 452 thì hình như là kêu cái tên tôi không à. Vì ở trên núi này là đi cơ quan nào là cũng đi rừng cũng tôi á, bây giờ xuống đây là phải yêu cầu phải có tên tôi đi. Rồi ông nhờ đi con đi đâu đi ở đó mà ông liên lạc với ông sử dụng đâu mà ở đó ông xuống là ông biểu đi huyện kêu ai với ai, rồi ông chỉ. Hồi đó là gây go lắm, nó không đường đâu, có những đường ta giấu mà ông nói giờ em đi xuống huyện Thuận, nhưng mà anh kêu huyện trưởng mà đi theo địa chỉ địa danh nó chỉ là tới chỗ này là quẹo tay trái đi vô đó, đi khoảng 100 thước mới thấy con đường hơi mòn, chứ ngoài là không có đường mòn đâu. Con đường này đang đi về rồi nó thể vô trong đó nó đi tá lả đó, không có đường mòn mà vô phải khoảng 100 thước mới thấy con đường mòn rồi mới đi vô đi kiếm. Đấy. Cho nên là do cái đó mà ông cứ gia đình đến mãi tổng tấn công là cũng thế. Ông xuống là chỉ định tôi là phải làm liên lạc toàn bộ cánh hai nên như vậy đó. Tổng tấn công mà bác nói đấy là năm Mậu Thân. Mậu Thân đấy. Vâng. Bác có thể kể qua về nó được không? Mậu Thân thì cái thể tôi cái tự hào á. Nếu nói về cánh hai đánh Phan Thiết đấy, hồi đánh Phan Thiết là nó có ba cánh. Cánh một là đánh bên cát này nè, đánh vào.
cánh thứ hai là đánh dưới giữa này, đánh thẳng thẳng vào 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 dinh tỉnh tưởng. Cánh thứ ba là bên cát, đánh bên căng đánh vào ba, nhưng mà bánh bên cát thì đánh ít lắm. Khi mà cuối tháng 1 dương lịch thì chưa đến Tết thì là chúng tôi đánh cái cổng 12 rồi bồi thường thuận nghĩa cái 12 cái số 12 kia, thì đánh là địch nó chuẩn bị nó đi càng thì đánh rồi, mà đánh đó là phải chạy vòng về là trên núi, chạy hai ngày rồi mới vòng trở lại, mà anh em của nó mệt hết đó. Về mới vừa nghỉ được cái bắt đầu là lệnh đi xuống cái chỗ để xuống dê đó. Không biết tại sao lệnh cấp tốc mà cái chiều là chiều 30 Tết á. Thì đến đó khoảng 4 giờ rưỡi vừa dừng quân lại để chuẩn bị nấu ăn. Thì có một đoàn cán bộ của tỉnh đội xuống. Thì khoảng 5 phút sau là nghe lệnh báo đồng chí ta là lên gặp chỉ huy sở để mà nhận nhiệm vụ. Thế nó ủa sao bữa nay mà mấy ông này mới xuống làm gì? Xuống trong đó chỉ huy ở tiền phương là có cán bộ của miền về. Hồi đó là cán bộ miền là đi trực tiếp chứ không có điện. Thì kêu tôi lên đó thì báo nó bây giờ đồng chí phải đi công tác nhiệm vụ này đi ngay bây giờ. Mới cho người đến kiểm tra tôi là có mang theo cái gì không. Là không biết hồi đó tôi là thường có sách vở. Mà lúc nào thì nghèo nghèo cũng có cái đèn pin và cái cuốn sổ nhỏ và cái viết. Nhưng bữa đó là toàn bộ sách vở nhật ký tôi để trong ba lô hết đó. Tôi gấp tôi lên đó. Thì ông hỏi chứ gì dữ anh sao, anh nói cái ông kia ông nói là tôi là cán bộ của trung ương cục đi trực tiếp về đây, bây giờ các đồng chí ở đây là giới thiệu và đồng chí là đi công tác được, thì bây giờ là đi công tác này là đồng chí chỉ đi mình không và mang theo cái súng thôi, không được mang theo cái gì cả. À, bắt đầu cái mình thấy trong đời đó đi có nhiều cái chuyện gây go, bữa nay là đi cái này nó đột xuất quá đi. Thì ông nói tóm lại là phải đi về Tam Giác là Phan Thiết này nè, tìm cho được ông Bốn Cà là cái ông bí thư của thị xã, gặp ở đâu là phải dọn về ngay, về hộp gấp. Tôi nói trời ơi trời, bây giờ cả ngày nay chưa ăn gì hết mà bây giờ 5 giờ tối rồi mà từ ở trên núi mà chạy về tới Phan Thiết thì cũng gần 20 cây. Mà giờ đi sao rồi, mấy ông ấy nói, ông ấy bàn nói mới có một cái điện báo bảo vệ, ông nói mới có điện báo là ngày nay là cái địch lên của cái C2 thị là đánh một ngày nay đi đó. Thôi bây giờ coi cho đứa nào đi với nó, chứ một mình nó thì sợ không ổn. Thì kêu cái thằng Hiền, cái thằng đó nó nhỏ đi tải ở trên Trung Sơn nó mới về. Nó tưởng đâu về phân về Tam Giác kìa là được gặp gia đình nó năn nỉ để cho nó đi. Thì từ khi nhận lệnh ra rồi là mang cái súng là trời rồi bắt đầu nhá nhem tối chạy không à. Không biết rừng núi mà cắt chạy không à. Chạy đến gần cái đường sắt á. Thì phía dưới đường sắt là cái chỗ mà cái C2 mà ngày đánh ngày nay đó. Thì mới dừng lại nghe ngóng xong mới tìm đường mới bò qua đường sắt, bò đường sắt xong mới là xuống là bên đây là cái C2 thị, bên đây gọi là cái bào heo, bên đây là cái răm tre. Thì 8 giờ tối rồi, gần 8 giờ 8 rưỡi mà tôi nó áp tai xuống đất nằm mới nghe tiếng anh em nó đào quân sự đó. Mà anh Tàu cũng ở bên bò heo chứ không phải là bên C2. Tôi nói là chắc anh Yên là anh đánh rồi nên anh giờ qua đây á. Có thể là không biết là chứ thằng địch thì nó không bao giờ nó nằm ở đạo quân sự vậy đâu, chắc anh em mình thôi. Tôi mới dẫn bò vô, tôi bò vô tới nơi. Bò mấy cha nó giật mình, ủa sao mày đâu đây nè. Thế nó ủa tôi đi kiếm anh nè. Hỏi chú ủa chứ gì ta, nói con cái tôi đi đâu thì cũng biết, tôi là thường là cái đặc phái viên hết á. Đi đâu là anh em đó là nó biết tin tưởng chứ không phải là phải hỏi han gì đâu, thấy tôi là biết. Là cái nói bây giờ tôi đi tìm Bốn Cà, anh có biết con Bốn Cà? Nói không, là cái đại trưởng của đại C2 thị á. Thì anh nói nó
theo tình hình thì bữa nay là ông Bốn Cà ông đi xuống dưới Xuân Phong để nắm, ông chúc mừng Tết đi giao thừa. Tôi nói, ông nói bây giờ, hỏi anh bây giờ địch đánh một ngày nữa bây giờ nó ở đâu? Theo tình hình thì nó rút rồi mà không biết nó có ém lại ở đâu hay không thì mà không biết. Một cái đó là một cái khổ nữa. Nghe tin định rút cho không biết nó ém lại ở đâu không thì mình không biết nữa. Thì nó thôi bây giờ là cái lệnh này đặc biệt có giờ sống chết thì cũng phải mò đi chứ không biết như thế nào. Mà không có phải nó đi nữa. Mà hồn như chạy không à. Thì mấy hai bên là hai con suối giữa cánh đồng. Phải suy nghĩ là địch không thể nào ở giữa cánh đồng này. Mình cứ giữa cánh đồng mình chạy. Mà nó có bên trên trong rừng mình thấy mình nó bắn mình cũng còn chạy được. Cứ giữa cánh đồng chạy. Nè, chạy xuống đến cái xóm trầu là cái đầu trên của cái ấp của cái quê tôi đó. Thì mới mò vô mới ủa tình hình ngày nay đánh gì mà sao vô luôn. Anh em nó ăn Tết như cái hội vậy, mình cũng ngỡ ngàng lắm, dân quân du kích gì mà vừa được ở đó gặp cái hỏi ai bắt đầu cái hỏi chứ mình không có, mình kêu mấy người quen ra ngoài mình hỏi nó đúng rồi Bốn Cà hồi chiều ở đây bây giờ ông đi xuống Xuân Phong rồi ông đi chút Tết chứ. Rồi ở đó rồi mới đầu nghỉ lấy hơi xong là nói thật hồi đó mà đói mà cũng đến nỗi mà không có cái chú tâm mà xin cái gì ăn nữa. Nó đói, hai đứa nó đói còn rã rời mà uống nước xong rồi lại chạy nữa. Chạy 3 giờ đêm mới xuống tới Xuân Phong. Thì xuống Xuân Phong thì cũng cái đêm giao thừa người ta là cũng như cái hội vậy. Mà cái chỗ đó là cái chỗ mà cái đêm mà tôi mua khoai lang rồi tôi đi thật toàn người quen không à. Có một vài người gặp thấy mừng hộ mày về đây tưởng đâu là về bình thường chứ không biết tôi về, phải hỏi kêu mấy người quen ra hỏi nói đúng là ông Bốn Cà nãy ông ở đây rồi mà giờ không biết ông đi đâu á. Tìm một tôi nói bắt đầu là tìm người quen nói thì có gì mà vô nhà có gì mà nghỉ chứ nó không được tôi là tình hình không được rồi tôi phải đi. Thì qua đến cách đồn địch khoảng 200 mét vậy. Chỗ số này gọi là số Thượng Cà. Thì mới vô cái nhà đó mới gặp ông. Ông là chú Đường Lạc đang ở đó. Thì nó trời là vô cái nó trời ủa chứ mày đi đâu vậy? Ông là ông nói Cà Lâm, gọi ông Bốn Cà, Cà Lâm. Mày đi đâu vậy? Tôi tìm chú với đâu? Mẹ tết nhất thì tìm làm gì? Rồi mới thôi kêu ông ra ngoài sân. Nói lệnh này là của chỉ huy miền địch đặc phái viên về là mời chú đi về trực tiếp họp gấp. Ông nói gì bữa nay là Tết mà có gì mai hay. Ông bị vô mới kéo ông ra lại nữa chứ không được. Thế lệnh trực tiếp đó, là chú mà không nhận lệnh này chú chịu nhiệm tôi truyền đạt đầy đủ rồi đó. Thì ông nói trời ơi là trời Tết mà kiểu này chết rồi. Mới vô ông kêu thằng Liên Lạc mới dọn đồ đạc rồi mới đi về đến xuống trầu rồi ổng cũng không chịu đi nữa. Ổng biểu nào đây chờ ổng tao vô trong cơ quan tao lấy cái tài liệu rồi tao nói chú không còn lấy gì hết á mình không về. Ổng nói mẹ tao cán bộ không có tài liệu gì sao được mày. Ổng kêu quen rồi coi như không biết cái ổng vô đó rồi 9 giờ ổng mới ra rồi đi còn 2 tiếng đồng hồ nữa lên ông biểu dừng lại. Mẹ cái gì mẹ có thực việc được đạo chứ. Thì kêu Liên Lạc trước tiên là nhúm lửa lên nấu nước bên bờ suối đó, chế trà uống đã rồi nấu cơm ăn. Ăn với ông hai đứa tôi ra ngồi hoài đó. Ông ơi mà mày vô đây tao nói hỏi cái gì chứ tư. Ủa mày lính tráng gì mà mày đi cái mình trần thân trụi vậy mày. Thế nó ủa chứ còn cái gì nữa chú. Tôi đi là kiểm tra hết chỉ cho nhiêu đây thôi không có gì hết. Ủa có gì dữ dữ vậy? Thế nó ủa chứ rồi tôi mày ăn gì? Thế nó hai ngày nay rồi tôi nói thiệt chú tôi chưa ăn gì hết. Trời ơi sao hồi hôm giờ mày không nói? Đồ ăn đầy mà mày không nói. Lúc đầu tôi nói thiệt chú hai đứa tôi mà cái súng này ăn được tôi ăn rồi đó.
ông ấy la làng rồi ông cái đem đồ ra ăn ăn xong mới đi đi về tới bộ bầu nước thì 4 giờ chiều thì thấy đoàn quân của mình rồi kéo xuống trên đó không biết hộp cái gì mà anh em nó cũng phấn khởi rồi lắm. Hồi đó đi là phải ngụy trang rồi sổ máy bay định đồ bữa nay đi mà nói chuyện rồi rầm rầm ở xa cái nửa cái số mình nghe mà mình ủa kỳ lạ vô nhận vô cái bắt đầu nói thôi báo vô gặp chỉ huy báo cáo là tôi hoàn thành vụ đưa chú 4 về đây rồi. Cái thằng rồi thôi em đi về đơn vị đi, về đơn vị hỏi Hưng, hỏi thằng trung trưởng, hỏi ba lô tao đâu đó. Ủa mày ngó đây anh em ai cái ba lô đâu, hỏi sao kỳ mày, nói tình hình bây giờ là vừa chạy vừa xếp hàng coi như tổng tấn công rồi về Phan Thiết ăn Tết mày còn ba lô làm gì nữa. Nó phấn khởi, nó nói nào là tình hình này ghi cho mình hình như người nó lạc tao trên trời, mình không hiểu ủa cái gì muốn giặt mày đâu có rồi bây giờ nó không nói về, nó nói ngắn gọn là tao nói với mày là giờ lệnh trên là tổng tấn công, bây giờ đi về Phan Thiết là đánh đâu là nằm đó, ăn Tết tại Phan Thiết luôn, bây giờ không có chuẩn bị lệnh chỉ đâu quánh đó chứ không có còn chuẩn bị gì nữa, giờ đêm nay là về là vô quánh luôn. Tôi nói trời ơi là trời, giờ còn ba lô của tao đâu, nó nói dùng hết lại bỏ bụi cây hết rồi, coi như là trời cả cuộc đời tao bao nhiêu hai sách vở của tao bây giờ làm sao mày. Tôi nói trời ơi mẹ giờ mạng không ra gì được sách làm gì, nói trời tụi mẹ không quý tao quý lắm, bao nhiêu năm tao viết đó mà giờ. Tôi nói tôi chứng kiến là một ông phóng viên gì nữa ở trên rồi về mà ông cũng mất cái ba lô tài liệu ông mà ông khóc. Giờ tôi mới thấy là tôi biết mất cái đô tôi quý sao thiệt, lỡ không đi đứng trước mặt đêm mà khóc tôi rồi tôi nói tôi đau cái coi như mất một lần, mất lần đó coi như hầu như là mất trắng luôn cả một đợt tổng công. Là tôi mặc một cái đồ bao bột, biết gì bao bột không, cái bao mà người ta cái bao mà hồi xưa nó đựng bột mì đó, đó. Rồi lấy ra mới cắt ra để mà may quần áo, mày xuồng vô chẳng túi gì cả mấy, rồi mới đem đi đi lấy cái pin đó, lấy cái cục pin đó rồi mới quà nước mình nhụm xong rồi mới đạp dưới bùn á cho nó thâm ấy lên ra gọi đồ bao bột. Thế nên khi đến mà 1,5 tấn sau mà coi như là đồ nó cháy lỗ hết rồi. Đêm đó thì khi mà gặp chỉ huy sở rồi tôi nói thật với chị thì tôi thì không hiểu tình ra sao mà chờ xuống tới đó thì anh Sáu Nam kêu vô bữa nay là đồng chí là không có làm nhiệm vụ ở bên thông tin nữa mà đồng chí là nhiệm vụ là chính là giữ liên lạc cho toàn bộ cánh hai nè. Tôi nói trời ơi, hồi đó giờ giữ nhiệm vụ con một cái tiểu đoàn thì bây giờ dưới nhiệm vụ liên lạc toàn bộ cánh hai thì là một cánh quân cái nào mà tổng công vô đây đó. Ông nói thôi bây giờ em cứ đi theo anh rồi có gì thì ấy. Thì đêm đó về tới xuống xung phong đó lập chỉ huy sở đó thì anh em nó vô đánh cái đồn tường đó. Thì đêm đó thì tôi khỏe là vì là mình đi 2 ngày đây về rồi phải nằm đây mà lúc đó cũng chưa được ăn nữa, ăn sơ sơ làm 4 cà đó trên buổi trưa rồi về đó cũng chẳng biết khỏi ăn nữa. Nó tình hình nó rộn ràng hầu như là một cái phong trào gì nó rần trào lần trào mà người ta biết hết mà mình không biết. Thế nên mới ẩm nói thôi em mệt rồi giờ cứ ra về đó làm sao nghỉ đi rồi có gì anh kêu. Thì chị biết khoảng sau 1 giờ là trong đồn nó nổ rần rần đó. Thì ở đây không biết sao hết á. Thì đến khoảng 2:30 á, có liên lạc chạy ra là báo là anh mà được anh hùng quân đội đó, anh bị thương rồi, anh tướng bị thương. Xong rồi ra cái tình hình báo cáo là tình hình đánh không chiếm được, bất ổn. Thì lúc đó là nghe trong đó nó bắn cái loại 100 pháo 105 á,
mà nó không bắn bắn xa nữa mà nó hạ nòng bắn thẳng vậy nè, mình không biết là pháo gì trong đồn, nó bắn thẳng ra. Tên ngồi đó đến 4 giờ sáng thì anh mới kêu tôi, anh ra giờ đồng chí đi dẫn một đồng chí nữa đi qua bên Đinh Văn Tráng bắt liên lạc với lại cái cánh quân đó. Tôi đó Phan Thiết thì tôi rành đường rành xứ, thì do đó mà mới chọn tôi làm liên lạc, chứ bây giờ mà biết tôi đi Đinh Văn Tráng thì nó ủa Đinh Văn Tráng là chỗ nào đó anh Sáu, không biết Đinh Văn Tráng chỗ nào là mà Phan Thiết rồi đó giờ không có Đinh Văn Tráng không nói, à thôi nhớ nhớ rồi, không ai lấy bản đồ ra tôi nói à đây là cái trường Bạch Vân, chỗ này là trường mình Tư Thục Bạch Vân, bên kia là cái sân banh. Ông nói ờ đúng rồi em à, bây giờ là cái đó là cái Đinh Văn Tráng của địch. Thế là được, không ai nói là cái đại đầu tư với lại đại đầu hai của mình nó ở bên đó, đêm nay là nó im không nghe tiếng súng, thôi em qua nó bắt lạc ra sao. Tôi mới dẫn cái thằng đó gọi là Minh Bụng, tôi qua đó thì cũng qua khỏi đường sắt, tôi vô tới mấy đám ruộng đó là tôi thấy là vô còn nhà dân nữa, thì vỗ tay bắt lạc mà vỗ quay hoài mà không thấy. Tôi mới dẫn mình hai đứa mới thấy lậu dưới nước này khổ quá, lên bờ đi. Mới vừa lên bờ đi khoảng được 50 thước phải, nên nó để vô thì nó bắt sống tôi rồi. À có cái là ví dụ như là tôi vô đây là đến đây nè, ta ở đây nè, mà tôi vô là có địch gần hơn. Đấy. Mà nó biết ta ở đây rồi, nhưng mà hai người nằm nhau là không có không bắn. Cái xe tư là xe mà hỏa lực đó, DK57 nè, DK75 nè, Thượng Liên nè, Cối 82 nè, có lực mạnh nè. Mà thấy địch có chiếc xe tăng Abraham á, rồi bắn cái xu. Mà nằm một đêm đó, dưới khóc không cho anh em đánh, cứ nằm im nữa. Thế tôi vô bắt lạc cũng không cho, vỗ tay bắt lạc, bảo sợ lộ. Trời địch nó bắn hàng, tôi coi như tôi nhảy xuống ao bò chạy ra lại chạy về vô báo cáo với ông. Ông đập bàn đó, chí đi ngõ nào, người ta chiếm cả đêm nay không có tiếng súng nào, mà tại sao bây giờ ông chí nói là đập địch. Tôi lúc đó tôi cũng tức rồi, tôi nói tôi hiểu anh Sáu nha, anh nói dòng cho tôi mượn cái áo sơ mi trắng đi, tôi cải trang tôi đi ngay bây giờ nè, chút có trời rừng sáng đâu. Đêm ra tôi áo cái sơ mi trắng, tôi khót ra ngoài hú cái AK lại. Mình tôi giữa cánh đồng, đường đó là đường tôi đi học hồi xưa, tôi đi qua gần tới đường sắt là tôi mới giữa bờ ruộng tôi nằm lại tôi ngó. Tôi nằm khoảng 3 phút sau thì trong đó anh em nó nổ súng nó quánh. Thì cái số anh em cũ đó, của sai thứ tư nó thấy tình hình này là không ổn. Hả? Nó hồi đó quánh giặc mà vô đây quánh mà bắt nằm đây nó bắt đầu tung lên nó quánh. Quánh xong một số mới chạy theo đường sắt, chạy về Phú Hộ, một số là bung qua đường sắt qua đây gần qua bên tôi. Tôi mới đứng dậy tôi quát. Mấy anh em chạy tới. Chạy tôi mới dẫn về bên đây tôi hỏi chứ tụi mày ở đó mà đêm hôm tao qua tao bắt lạc hồi sáng này tụi mày có biết không, nói hai đứa mày vô thấy rõ hết đó mà không, ông không cho bắt lạc, hỏi sao ông nói bị sợ lộ, hỏi sao tại sao giờ tụi mày quánh, nói giờ tụi tao tức quá tụi tao quánh. À đó là một kỷ niệm buồn, đêm đầu tiên vô tổng công quả lực như thế đó, mà không chịu đánh 14 người để địch bắt. Có đại đội trưởng, rồi đại đội trưởng xe tư, đại phó xe hai nhiệm cánh quân đó để địch bắt sống. Nó bắt về thì nó đem nó về nó ra cái thẩm vấn, rồi đó là cái vô cái tượng trận đạo chỗ cầu trận đạo đó, nên xong hồi đó chưa có cầu đâu, chỗ đó là cái bờ sông, nó cái thẩm vấn rồi nó đến cái chuyện mình chuẩn bị mình đánh được hai đó, nó nghe tin đánh được hai là nó mới ném lựu đạn vô chết hết. Mấy anh nó mới rạng đó đêm mùng 1 sau rạng sáng mùng 2 thì mới nói thôi bây giờ là tôi phải đi về trên xóm Châu á, trên quê tôi đó, lên đó là báo cáo với ông Năm Ngà, ông là quân khu trưởng á. Tôi cũng mặc nguyên áo trắng đó, là tôi kẹp cái súng AK tôi về. Tôi nói mình nghĩ chắc đi về cho an toàn có gì đâu.
số mình xấu hổ. Vừa ra khỏi cái xóm giữa đồng là bắt đầu chiếc bà già, máy bay bà già nó mới quần nó theo. Nó theo thì tôi biết rồi, lính cũng kinh nghiệm là nó quần vậy, nó quần ngó lên thì qua giữa cái nó có ba suối nhỏ, xong tới suối nhỏ giữa thì đến cái suối cuối cùng thì nó mới ra, nó thấy nó quyết định là Việt Cộng rồi thì nó mới cất cao lên để mà nó thường mấy bà già nó muốn bắn là phải cất cao lên nó lượn rồi nó mới bổ nhào nó bắn được. Thì tôi thấy tôi không biết rồi, khi nó vừa cất cao lên tôi bắt đầu tôi buông, tôi chạy đến cái cầu, tôi nhảy nhào xuống là bắt đầu tôi không chạy lên lại mà tôi chạy xuống, tại vì cái suối đó là chỗ đó là từ cầu trở lên là tê nó rậm ghê lắm, nó chạy thẳng lên trên đồng, còn từ đây trở xuống cái ruộng này là dài bụi tre lưa thưa thôi à. Tôi là chạy xuống dưới đó, cái trống chung cái hốc tôi nằm. Nó bắn mấy trái qua điện xong nó kêu hai chiếc quân lực đến. Chị biết từ đó đến trưa hả? Nó bắn cái dòng suối này từ đó trên nó bắn không còn bụi tre nữa đó. Ông Năm Ngà ông già ông nói ủa cái đơn vị nào ở đâu mà địch nó bắn dưới suối dữ vậy? Chị biết đến 2 giờ nó đói nữa, nó càng đói càng khát nữa. Nằm đó rồi. Có con mương nhỏ, con mương này là nó chạy vòng thẳng lên cái đất tôi á. Hồi đất tôi đằng sau có con mương chạy vòng lên ruộng. Tôi bò theo con mương đó về trên đất xong vô trong xóm rồi mới về. Khoảng 2 giờ trưa mới về mới tới xóm chòi báo cáo ông Năm Ngà. Ông nó hèn gì bữa nay nó bắn tao, tưởng nó bắn ai chứ ai gì nó bắn mày á hả? Dạ. Ông nói thôi, tình hình màu đó là không có thư nữa, chỉ dặn miệng sao nói vậy thôi, cho báo cáo tình hình cụ thể vậy. Ông nói thôi giờ mày nhiệm vụ mày hoàn thành rồi, mày coi thế nào mày ngủ đi, tao biết mày là mấy bữa nay mày khổ rồi, mày ngủ đi rồi chiều rồi mày dẫn quân xuống. Chiều con 6 giờ tối rồi kêu tôi dẫn quân xuống. Cái đoàn quân trong đó là có cái trung đội thiếu niên quân mà coi là thằng em thứ 6 tôi nữa, mà nó đi sao tôi cũng đâu có biết. Mà tới nỗi mà cái con đường mà tôi lên xuống là ông ba bà má tôi ở cái nhà kề đó của ông bác họ tôi đó, mà tôi cũng không biết. Bà già tôi sanh đứa em út cũng nằm trong nhà mới được 1 tháng à, hơn tháng thì đã nằm đó mà tôi cũng chẳng biết. Tôi lên xuống khi tôi dẫn quân xuống đó, giao quân hết rồi thì thằng em tôi thì ở chỗ phía dưới ông già tôi giúp. Còn tôi thì xuống giao quân xong là đi đó thì mới rồi 1 giờ thì mới anh sau Nam ra nói thôi giờ em cố gắng em đi với anh Nguyễn là chính trị viên mà bây giờ là cán bộ và mũi trưởng vô hy sinh rồi, bây giờ là anh Nguyễn này là phải trực tiếp đi vô anh làm chính trị viên, anh dẫn cánh hài vào thì tôi phải đi với anh. Thì nó giải đâu cũng được, ông Nguyễn nói thôi, ông nói tiếng trời trẻ, ông nói thôi ông cố gắng giúp mình nha. Đánh giả em đi ăn được anh à, em thì nhiệm vụ đó đâu cũng được không. Thì tôi mới hỏi chứ giờ có ai vô nữa không anh? Ông nói anh em nó ra hết rồi. Hỏi gì thế thôi được, nếu mà đánh đội trường thì thôi em dẫn đi. Cái ví dụ như hồi cái đồn trường thế này, cái đồn nó thế này nè đó. Thì ở đây là con đường chạy dưới nè, ở đây là xóm, ở đây là cái xóm này đối diện cái đồn, thì ở đây là cái trường học đây, cái đồn chính đây dưới đây, đây là cái đồn cái chính giữa là có nhà thờ, đây là cái khu hành chánh, cũng một cái đây trường học của tôi hồi cũng đây. Thì tôi mới dẫn băng đồng vô chung vô nhà trường này. Thì chỉ biết vô hả? Mấy anh biết thực, tôi nói đến bây giờ nó vẫn trong tâm trí thôi. Anh em mình chỉ biết đứa hy sinh, đứa thì ngồi, đứa nằm, đứa bị thương nặng, đứa nhẹ ra đường nặng nằm. Nói vô cha ơi, cha nào ra, cha cổng đâu ra, cha thì nói thôi được rồi. Bây giờ anh em vô là đang chiến đấu lại nè, anh em
yên tâm nằm đây để có gì rồi đánh xong rồi mình đưa ra, chứ giờ đang vô cho ra. Thì mới chỉ anh Nguyễn Thanh Viên đó, là địa hình của địch như vậy đó, đó đồn địch đó, ta ở đây thì mấy thứ này nè. Có mấy ông nói là đêm hôm mà chiếm được 1/3 đồn, hỏi chiếm đâu, hỏi chiếm này nó trời ơi đó. Cái đó là cái tại gái, là cái nhà vợ của lính, chứ còn cái địch nào đó mà ông chiếm. Thì theo cái sơ đồ mới phân quân ra mới đánh. Đánh mà sao hỏi đánh đấy. Đánh mà bên đây đường, đánh kia đường mà không qua được thì làm sao mà đánh gì. Đánh cứ điểm là phải có chuẩn bị. Phải đánh trung tâm mới mở rào mới vô đánh cứ điểm, chứ nằm bên đây bắn bên kia thì... Mà trong khi đó một đêm là qua bên đây là thằng địch nó củng cố lực lượng mới rồi. Bao nhiêu lực lượng nữa rồi, mười thứ nữa. Trời ơi, không chỉ biết chỗ nào cũng đại liên nó bắn như rồi nha. Chị thấy cái đại liên sáu nòng nó bắn, thì hình dung nó đạn nổ mà hình như là mình cầm cái giải mình xé rẹt vậy, bắn không còn phân biệt là tiếng nữa cơ mà nghe cái rẹt không á, mà anh em mình lại càng thêm hy sinh, càng thêm bị thương nữa. Rồi còn bao nhiêu nữa vậy, rồi lệnh anh Nguyễn mới thôi 5 giờ sáng mới thôi giờ anh em mình trụ cũng được nữa, thôi giờ rút. Anh nói rút người ra đằng nào, cho nên tôi nói bây giờ nguy hiểm lắm anh nè. À. Mình ở đây mà mình rút theo đường hôm ấy là hình như là không còn ai đâu. Không phải sao, vì hiện giờ cái thằng đại liên ở trên cái lô cốt mẹ nó ngó ra cánh đồng này bao quát hết á. Mà ra đó nó bắn không còn ai, không còn ai chạy nổi đâu. Mà cái loại đó càng xa nó bắn càng chính xác. Nó càng sát thương. Mà chéo qua đây là cái đinh tráng tôi nói vậy đó, nó bắn chéo bắn xe qua nữa. Thế nên thôi bây giờ anh đi theo, đưa anh em theo tôi là tôi dẫn tạc qua bên trái nè, vô xóm này rồi xóm mới, theo xóm dân cư này mới chạy lên trên kia, múc cánh đồng này hết dân thì đến trên đó cũng xa rồi, mới ra cánh đồng mới chạy được. Tôi mới đưa quần vô, đi vô đó. Sau này gần đây mới nghe tin là ngoài bảy Tết đã về, là có 2 người hy sinh nằm trong số này chị, đầu dân đã chôn là ngày mùng 2 đó. Thì ra đến khỏi cái số mà gần tới cái số chị bị sở, lúc đó tôi chạy hết nổi rồi. Thằng Hưng trong rửa thông tin nó mới kéo tôi, nó nắm tôi nó kéo thì chạy theo quán tính. Thì một cái trái cối nó bắn nổ trước mặt tôi, anh Nguyễn Thanh Viên đó, anh vừa tới bờ ruộng là nó bắn chết ngồi bờ ruộng luôn. Hay coi như là mới 2 đêm rồi mà hết 2 chỉ huy rồi. Từ đó ra rồi là địch nó mới theo Mỹ, nó mới tấn công vòng đai nó lên ra, nhưng mà nó bao ở ngoài ra hết mình ở trong. Nó chưa quánh đâu, nó biết mình ở xóm đó là bọn quân báo nó báo dòng nó báo biết mình ở đâu rồi. Các nơi là gọi là pháo nó bắn vào coi như là tinh tường nè, ngã hai mà rồi dưới biển ở pháo ở đâu gọi là bắn vào hậu á, nó bắn vô điểm mình, nó bắn coi như là hồi như mưa bom bão đạn đúng không? Tôi nó bọt tấm hầm tôi khi mà nói chuyện về, khi mà tôi ra tôi về thì tôi gặp tôi lại thấy một cái người, ông đi xuống ông với bà kêu hỏi, ủa cho anh ba anh đi kiếm ai đó, bà mới nói ta thôi kiếm mấy con tao, nói nó biết ở đâu mà anh kiếm, nó quấn trong đồn tượng như đâu, nó quấn giận đó. Tôi ngó là tôi nói thợ Hưng chết rồi, Hưng ơi ba tao Hưng ơi, sao mày biết tướng ông già tao ra. Rồi tao xuống thấy ông, ôm ông nói trời ơi vậy được một thằng rồi à, còn một thằng nữa ở cánh đồng nó cũng 200 thước mà cũng không biết, lát Mỹ lên quánh đó. Thì mới dẫn về nhà, cái nhà bác hai nói trời ơi nằm đây mà mấy đêm nay con không biết đâu,
Khi nào mới biết thằng Hưng nói thôi mày ở đây nghe, tao về đơn vị tao lo đơn vị coi có anh em ra sao, mày ở đây mày về sao. Nó nói vậy rồi ông già tôi ra nhà sau, tôi ngồi cái dựa cái lớp tre rồi tôi ngủ nào không hay, dựa xuống vai ngủ nào không hay. Ông già tôi ra thấy con vậy tội quá không kêu. Con nửa tiếng đồng hồ sau Mỹ lên nó quánh rần trời hết, bắt đầu buông dậy. Buông dậy cái bắt đầu nó ba con chạy về đơn vị qua, nói vậy rồi buông chạy về đơn vị. Đến khi báo pháo nó bắn quá. Tôi bắn vừa dứt xong cái tôi nó Hưng tao chạy nó coi ba tao sao. Chạy xuống thì thôi nhà cửa tan quang hết, không thấy còn ai hết. May nhờ ổng lợi việc cộng cũng khôn vậy. Khi mà thấy nghe địch lên bao giây về cái là ổng dẫn bà con lối xóm á. Là bà má tôi vòng vòng em là chạy về trên giữa vòng đai ra địch chạy về trên trên xóm cũ á. Trên ở đây là chết rồi. Phải nói dẫn bà con đi hết. Rồi sau này về nghe lại mừng. Cho nên nói về cái tổng công đấy, nói thật với chị là nói không phải là tự cao tự đại nhé. Nếu diễn tả cho hết qua nhất là ba đợt, đợt một, đợt hai, đợt ba, đánh ở đâu, đánh như thế nào, hy sinh như thế nào, đánh ra sao, thì nếu chi tiết thì tôi có thể hiểu được. Còn có thể nó trong trận địa thì nhiều anh em, nhưng mỗi người đó người ta ở chỉ một phía thôi, không đi đâu hết á. Tôi lại là người được quyền chạy. Có như tôi là hồi đó tôi gọi là tôi là cái thằng là làm bia sống cho địch bắn mà. Coi như là người ta nằm một chỗ bắn chứ tôi phải chạy không à. Chạy trên đồng, chạy trên lưới đạn, chạy hết đâu này. Không chạy là không được, chỉ chạy với bò không thôi. Thế cho nên là cái trong cái trận địa đó cái đại đầu nào ra sao, tôi đều nắm hết. Vì tình hình ở dưới này ra thế nào chỉ huy biết được là do tôi, mà chỉ huy trên này truyền lệnh cái gì là xuống thì cũng do tôi hết. Và một người nhận nhiệm vụ là truyền lệnh cho một cánh quân thì tôi hân hạnh tôi được biết được cánh quân đó. Chứ mà anh cũng có đánh như tôi đó, nhưng mà anh biết chỉ chỗ anh thôi, anh không có chạy. Tôi là thằng chạy. Như vậy là có thể thấy là trong cái qua câu chuyện mà bác vừa kể ấy, thì nghĩa là các cái nhiệm vụ của mình, các mục tiêu mình là mình không hoàn thành nhiệm vụ. Bây giờ nói rõ ràng ra trong đánh trong tổng tấn công đó, chỉ có hoàn thành là cái đợt 2 đó. Đợt 2 là ta đánh vào cái ngày tối 17 tháng 2, đêm 18 tháng 2 vô tiếp cận, sáng 18 tháng 2 đánh cái biệt khu Bình Lâm. Biệt khu Bình Lâm tức là cái chỉ huy sở của địch hồi đó là chỉ huy cái địch đó, nó nằm tại đó. Bây giờ là cái tỉnh ủy của mình đó. Thì vô đó thì đánh, có thể nói là đánh đụng tường. Ta hy sinh hoặc là bị thương nặng gì đó, võ đó thì địch bắt thì bao nhiêu thì mình cũng không biết, chỉ cái tổng kết biết thôi. Và địch nó chôn dưới cái đâu bây giờ ta không biết. Duy nhất là cái đồn tường này bây giờ tôi hỏi thăm cũng chưa ai biết là địch nó chôn anh em ta đâu. Đến cái trận Đinh Công Tráng cũng trong đợt 1 thì anh em mình chết là nó gom ra ở đằng sau sân banh, ở đó gần cái hồ nước hoặc cái hồ chứa nước để mà lấy nước cho cái Phan Thiết này, thì nó chôn giữa cái hồ nước đó. Sau này giải phóng thì có người chỉ và mình đào, mình có khui, mình đưa anh em lên được rồi. Chỉ có cái đó. Còn cái trận đợt 2 này nó có quy mô hơn, tức là mình vào mình đánh đêm đó, thì đêm sau là có dân công đưa vào thương binh tử sĩ khiêng ra tiếp vũ khí đạn dược vào. Ba đêm vào, tới đêm thứ tư á là đêm ra cũng có vào. Cho nên là cái ưu điểm của mình là vào mình nằm trong lòng địch 4 ngày đêm, thương binh tử sĩ mình không bỏ lại. Tức là mình nói gói gói gọn là
nói không bỏ lại thì mình quá thiếu sót. Là vì những người mà bị chôn dưới đất và những người bay lên trời là phải ở lại thôi. Dạ. Chứ những người mà bị thương hoặc là chết mà nằm trên này thì mình đưa ra hết. Dạ. Thì đây tôi nói là người lính, tôi nói thật với chị đó. Theo tôi, anh các anh nói sao, tôi về bản thân tôi thằng lính, tôi chạy tôi tổng kết đó. Trận này là mình không bỏ thương binh tử sĩ ở trận địa ở trên này, chỉ trừ những anh em này bị bom mà tan xác hoặc là nó dập dưới hầm mình không biết thôi, chứ còn ở trên đó đến ngày đêm cuối cùng mình vẫn đưa được. Đây đặc điểm cái đêm cuối cùng là thế này nè. Sáng cái ngày đó thì nó mới mấy ngày kia nó kinh nghiệm rồi, nó không có chịu quánh mình nữa. Mình quánh gì nó bắn chơi chơi không à, mà nó cứ dỗ bom mới làm sao mình á, bắn pháo dỗ bom thôi. Thì cái anh mà quánh sát tiền tiến này không chết, mà cái anh nằm sao chết. Cái dũng cảm là nghe lệnh là nằm tại chỗ không được chạy, chạy là hèn đó. Thắng là thắng cái ý chí đấy, nhưng mà phải chết. Cho nên là người dân ta nói sau này là cái khu vực Chợ Gò đó là như một cái rổ, nó lỗ như cái rổ vậy. Mà anh em nào còn sống là nằm cạnh cái hố bom, còn sót lại thôi, như cái rổ. Mà hỏi chị là pháo biển với lại mấy mây nó thả bom thì hỏi gì, không có còn cái bom nó không nghe nổ gì, mà nghe cái ịch thôi à, trong người mình nghe cái ục thôi. Xong rồi sáng nó bắn dứt đợt hình 8 giờ 8 rưỡi đó, nó tự nhiên tôi biết một trận địa mình tự nhiên đang rần cầu nó im, chị nó im mà con mũi bay mình cũng nghe đó. Mà thằng lính mà nó mình nghe mình nghĩ thật, nó hình như mình thấy nó rùng rợn lắm chị à, nó khác lạ lắm. Tôi mới nói là thằng Sơn á, nó lớn tuổi hơn tôi 2 tuổi nhưng mà nó là lính. Tôi nói Sơn, mày theo tao ra đây coi thứ tình hình, tao nghi quá vậy nè, tình hình tự nhiên nó êm ru vậy, tao thấy nó nghi quá. Thì có đường hẻm một mét nha, bò ra hướng bờ sông á. Tại vì tôi biết cái bờ cái hướng này là cái đại lộ 3 của 430 á, nó đã bỏ đây nó chạy rồi. Mà cái bờ sông này trên này là cái phía trên đây là cái cầu Bác Sì, là cái chỉ còn đường duy nhất này là quân ra vô. Mỗi đêm quân ra vô chỉ con cầu Bác Sì này thôi. Thì địch nó cũng đã nắm được rồi, nó quyết chiếm được cái cầu Bác Sì này. Thì nó mới cho một đại đội là từ cái chỗ cái trước tỉnh ủy bây giờ cái cầu đó, nó mới lộ xuống cái bờ sông này, ép cái bờ sông này đi lên. Thì ngay bờ sông này thì người ta xuống dưới bờ sông ta đi biển thì nó có con đường chài như thế này nè. Thì từ đó lên cái bờ sông này, chỗ này nó hẳm, nó không có đường đi đâu, phải lên trên này. Mà ở dân đi xuống đây. Thì tôi vừa ra tới đây thì địch nó cũng lên tới đây. Ngó bên kia không có địch trống, ngó vô bên kia xong rồi địch nó vàng hết rồi. Thì nó đầu chết rồi. Hương, rồi địch lên nó bao vây rồi Hương à, Thi Sơn à. Hương Sơn nó cho tao bắn, không, để tao. Nó bây giờ mày chạy vô mày báo với anh Sáu Nam nha, tình hình này nguy hiểm vậy đó. Bây giờ mày báo với anh là tình hình địch nó lên tới bờ sông rồi. Là C3 bây giờ không còn ai hết á. C1 thì là cũng anh em cũng hết rồi, bây giờ hướng này không còn ai. Thôi về báo với anh tình hình này để anh giải quyết thôi, mình tao đây, tao lo đây. Thì tôi mới dựa cái nhà đó, nó nhà thì còn bức vách cao hơn này thôi. Rồi vách đổ tôi mới nằm đó. Thì tôi ra thì trong người tôi có một quả pháo dù, 2 quả lựu đạn M26 của địch cũng tròn á. Lại một cái khe AK là 3 băng đạn đây, rồi khoảng 200 đạn rờ trong đeo trên lưng. Hồi đó là đứa nào phải có 200-300 đạn rờ, chứ còn quánh sau này kinh nghiệm là quánh hết đạn là không biết đâu. Đầu tiên là tôi nói bờ sông nó tập trung lên, tôi quánh bỏ pháo dù xong tôi quánh tiếp 2 trái lựu đạn. Nghe la rần trời hết. Đầu tôi im lát cái nó củng cố lại nó bắn. Thì họ chỉ dưới bờ sông cao gì thì nó bắn lên, thì nó bắn nó phải lên trên này nó bắn mình, chứ còn dưới này nó bắn giống đây tôi
gọi lính kinh nghiệm nó không sợ đâu, không xong thì chị biết tôi ngó qua bên đây được bên đây bờ sông bên kia bờ sông á có mấy cây me cái nhà dân nó coi như là coi xin đê vậy. Dân bên kia á coi như là nó đông nghẹt nó coi leo lên cây nó coi nó hò hét đó. Thôi thì một mình là trên này lúc bên đây kia nó bắn mà nó thiệt cái gì là hồi đó là có cái là cái tay súng của tôi là nó khá lắm sau này về bắn bắn thịt rồi về tôi hết một phát một viên một thằng chứ không có tôi bắn là không á thì tôi nằm đó tôi bắn lúc đầu này lúc kia địch hết hết thằng nào ló đầu lên là tôi giật gần ở dưới bờ sông đó do đó mà nó chết quá rồi cũng không nào dám lên nữa rồi nó bắn cầm chừng rồi lát nó súng cũng súng phong lên thì tôi bắn ở nó lên đông thì tôi bắn bắn dài mà nó cái thì tôi bắn cứ thế một mình tôi cái ông trợ lý ta khuôn đó còn sau nào hình như là tôi về tôi nghĩ hình như nhiệm vụ tôi là phải quánh mày phải nằm đó quánh chứ không cho ai nữa nhiều người bên kia không phải một mình mà nhiều người bên kia không cho ai ra với tôi cho cái ông đồn tụ ra rồi bò ra hỏi ủa mày còn đây hả ủa sao không còn tao tưởng mày chết rồi chứ rồi sao mày hay mày rồi tình hình vô nằm nói chuyện lát ông vô báo cáo lại ông trong kia rồi ông ra lần thứ ba này coi như là bắn ông sao mà cái súng ngắn mất việc đến lần đến chiều tối á thì anh Thiện là chính chị viên của tiểu đoàn á lúc đó là ổng là chết hết rồi ổng là dẫn quân xuống cái trường nữ xếp bên địch á thì ổng nằm đó chứ không quánh ở trên lầu cao ổng ngó xuống ổng thấy còn mày ủa sao cái bộ phận nào mà ngày nay quánh hay quá mày đáo quá trời quánh địch mà địch thì ổng ngó xuống bờ xong thì là chết rồi sao ổng thấy hết đến khi mà đụng nó địch nó rút ổng cho anh em là cào ra là quăng lựu đạn xuống bờ xong nó chạy luôn ổng về ổng nói ông vừa xuống là ông hỏi chứ ông hỏi gặp đồng tụ hỏi mày bữa nay là ông tổ chức cái bộ phận nào mà quánh bộ sông ngon dữ hả ông tụ nó nào đâu có mình tra chứ ai đâu mà trời ơi ngon vậy hả cái ông từ đó cái ông chạy ông biểu đồng tụ dọn ra cho tôi ra cho tôi ông nắm tôi ông ngắt với ông đấm đá mày ngon là mày kỳ này mày anh hùng rồi mày chứ có mày anh hùng rồi thế nào rồi đó mới ra thì ông sau nào mà ông mới biểu ông Thiện ở đây giữ trận địa ông đi về ông báo cáo thì trong đó là ở trên chỉ huy sở là cũng lệnh cho người xuống là lệnh là phải đưa quân ra thì ông Thiện nhận lệnh nói thôi bây giờ mày tập trung đi các đại đội chỉ có mày biết đại đội nào ở đâu mày tập trung anh em lại rồi chia làm ba đợt mày dẫn quân ra tới ngoài đó là mày vô lại mày dẫn tôi nghe lời tôi dẫn quân ba đợt đến 12:30 thì tôi vô lại thì đưa xong ổng lại một thằng nữa ngồi chờ tôi ở nền Chợ Gò ổng nói đúng mày tao thấy rồi không có quánh bao giờ quánh giặc như cái đợt này mày quánh giặc kiểu gì tôi thấy như là khi nê gì chứ không phải là quánh giặc đó tao chưa hiểu tao quánh giặc đến bây giờ mà tao thấy bộ mà mày sao mày dám nằm bờ xong mày quánh mình mày hay vậy tôi nói ủa anh giờ chạy hả chạy chết hả giờ nó là lỡ vậy thôi giờ nằm đuôi chứ biết sao không biết thôi giờ mày đi mò xuống trận địa cũ đi coi có anh em nào mà nó kẹt lại không để cho nó ra đừng để bỏ tàu trời bên đây nói thiệt với chị nha hồi nằm đâu quánh không sao chị à bây giờ nó im băng phát rồi cả trận địa rộng lớn có mình bò đi nó lạnh ngắt nó vắng tanh tôi nói rồi lâu lâu để tôi bắn một loạt ra rồi kiếm đã rồi không có ai đến 3 giờ vô lại thì nói thôi không có ai về nè rồi nằm nghỉ nói chuyện nghỉ xong 3 rưỡi về thì cũng ra đường cũ đó thì gần tới cái đầu xóm này có một cái lò gạch hồi xưa gọi là gạch cũ mà chỗ là tôi tưởng đưa anh em ra đó rồi anh em đi gần tới đó khoảng 100 mét tôi tự nhiên tôi ớn lạnh tôi trong mình kỳ tật tôi anh Thiện hả
hỏi gì mày nó hình như cái địch phục ở đây anh Thiện à, nó mày giỡn mày, tôi nói thiệt, hỏi cho anh thấy mà mày đưa quân đâu, đưa quân ở đây đâu, nhưng mà bây giờ tôi nói anh, tôi có cái linh tính gì là không hay, không hỏi cho mày biết đây, nó ở đây cái khu này là khu của dòng họ Phạm của tôi, ông nội tôi là thứ hai ba thứ năm lại đây, cái dân này là dòng họ Phạm tôi hết mà, nhưng ông nói thôi giờ mày tính sao nữa, thôi bây giờ mình không đi thẳng nữa, mình tỉa bên tay trái nè, xuống mấy đám ruộng này nè, dựa bờ sông này nè, mình dọc đi lên, tránh lò gạch này. Ông nói thôi đi đi thì tôi đi trước, tới ổng, tới thằng mới thì sao. Thì thằng địch nó thấy rồi đó, nhưng mà tưởng đằng sau còn nữa, tưởng là tôi mới đường còn nữa, thì nó không bắn. Bắt đầu tụi tôi đi qua khỏi nó khoảng gần trăm mét thì nó thấy không còn ai, bắt đầu nó buông bắn. Ôi giờ ba anh em buông chạy, chạy ra chạy đã trên đồng rồi thoát rồi ra ra đồng rồi, ông mới rồi ông thoát chết, ông mừng, ông khôn tôi, ông ngắt ông giéo, mày sao mày khôn với mày, mày khôn với mày không có mày bữa nay chết rồi, tôi nói khôn mày, ông mày ông bà lên báo cho biết cho tôi khôn có chó gì đâu mà nó không nói gì. Tôi không trong mình bữa nay là đúng là ba anh em mình nó tốn gọn rồi. Thì ở nhà chỉ huy sở ông quân khu tướng á lừa dạng đó mà nghe, thì ông hỏi rằng nó rầu rầu vậy là bộ phận Thiện là bị phục kích rồi, chết rồi, mà lại không có nghe bắn tiếng súng trả lại, mà ông nói là chắc là bị hạ rồi, chứ còn thằng ca mà nó không bắn trả lại là nguy hiểm rồi, mà không có ngờ vậy đâu. Thì mà chạy ra khỏi rồi lo chạy, ông nội quay để bắn làm gì nữa, rồi cái nó về cái ông Thiện nó thôi mình kiếm cho nào ngủ. Trời ơi, cả cái nó ra cả cái bì số đứng sáng mờ ra đứng nó ngóng gì mà rồi chị giống đâu, trời ai nó cũng mừng, trời hỏi sao trời ai cũng dám chắc là mấy mày bị phục đấy, trời mà nghe được tao bắn không, chứ không nghe nào tao bắn một tiếng nào trả lời về chết hết rồi chứ ai về vậy. Rồi may mừng nói gì thoát chết, và những chuyện rất rất kỳ tài tôi thấy gì.